rồi vời xa xôi, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam vàng chiều và mái tranh thơ còn nằm lối, cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu, đời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn. Đây là những hình ảnh của cuộc thi Người đẹp Tây Đô. Cuộc thi tương tự như một cuộc thi tuyển hoa hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những cô gái được tuyển chọn từ khắp các nơi: Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Long Xuyên, Đồng Tháp, đem đến cho hội thi một không khí thật sinh động, tươi trẻ. Họ là những cô gái có tuổi đời còn rất ít, là những học sinh trung học hoặc những cô gái chân quê mặn mà. Mặc dù những thí sinh này chưa được tập dượt kỹ để làm quen với ánh đèn và phong cách biểu diễn trên sân khấu, nhưng những nét duyên quê mộc mạc còn vương vấn trong ánh mắt, trong dáng đi mới thực sự là sức mạnh thu hút sự say mê theo dõi của khán giả.